Tại khoản 2 điều 24 Nghị định 44 của Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2022 thì việc khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản sẽ thông qua 3 hình thức cụ thể như sau. Qua cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản https://bất-động-sản.xây-dựng.gov.vn, cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng, thông qua phiếu yêu cầu và văn bản yêu cầu. Bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản và bên khai thác sử dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật, tổ chức cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp quyền khai thác sử dụng thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản gửi phiếu yêu cầu cho cơ quan đơn vị được giao quản lý, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo các hình thức sau: nộp trực tiếp theo hình thức văn bản cho bên cung cấp, gửi qua đường công văn, fax, bưu điện, đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử của bên cung cấp.